Thưa quý vị, chỉ còn có chưa đầy 10 ngày nữa là vải thiều chính vụ tại Bắc Giang, một trong những vựa vải lớn nhất cả nước, bắt đầu cho thu hoạch. Để tạo điều kiện cho thương lái đến thu mua, tỉnh Bắc Giang cho biết là sẽ có lực lượng thường trực để giúp thương lái thu mua đúng với quy định, đồng thời sẽ tạo mọi điều kiện cũng như cơ sở vật chất, chuẩn bị sẵn sàng cho thu hái. Hiện vải sớm hay còn gọi là vải u hồng đang có giá trung bình từ 14.000 cho đến 17.000 đồng mỗi kg. Và dự kiến khi mà vào thời điểm thu hoạch vải thiều chính vụ thì giá sẽ còn tăng cao hơn nữa. Và có lẽ khi mà nhắc đến câu chuyện quả vải thì cũng có một chủ đề rất nóng trên các trang kinh tế ngày hôm nay. Đó chính là chia sẻ của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thành Thực, là người tự nhận mình là một thương lái tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2018. Chúng ta muốn bán hàng thì chúng ta hãy nên đi ra chợ. Nông sản Việt Nam đang ví mình giống như một cô gái quê danh giá để chờ họ đến nhà tán tỉnh và mua đi. Đấy là một cái điều mà chúng ta cần phải nghiêm túc suy nghĩ lại trước khi nghĩ đến tất cả những cái thứ cao sang. Vâng, cả ngày hôm nay thì mọi người trên các trang mạng xã hội, các diễn đàn bàn tán rất là nhiều về cái phát biểu này. Tôi nghĩ bởi vì nó đánh trúng tâm lý của mọi người và đơn giản thôi nhưng mà nó đúng đúng không ạ? Trên cương vị là một người tiêu dùng, tôi quan sát thị trường thì thấy là Việt Nam chúng ta có rất không hề thiếu những loại nông sản ngon, nhưng mà cái vấn đề nằm ở đây là chưa biết cách chào bán. Rồi cứ mỗi lần mà tới mùa thu hoạch là lại thêm một cái cụm từ giải cứu được đưa ra. Từ hành tím, là từ bí ngô, từ khoai lang và gần nhất là dưa hấu đã phải trải qua 3 kỳ giải cứu liên tiếp. Vấn đề nằm ở đây là tại sao chúng ta giải cứu khi mà nhu cầu thực vẫn có, có phải chăng là chúng ta đang thiếu ở một cái khâu nào đó? Tôi nghĩ rằng câu trả lời ở đây là bởi vì chúng ta trồng nhưng mà chúng ta có thể là chưa biết cách bán. Và bên cạnh cái câu chuyện giải cứu nông sản, trong cái chuyện là được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa, thì còn một cái tình trạng khác, đấy là nông sản Việt Nam rất là có thể bị bủa vây bởi những cái thông tin thất thiệt. Ví dụ như câu chuyện mà có lẽ anh Trọng và quý vị khán giả cũng đã biết, đó chính là câu chuyện của vải thiều. Quả vải thiều thì mặc dù là đang trong thời kỳ chính vụ và chưa bắt đầu cho thu hoạch, thế nhưng mà trên các phương tiện truyền thông thì quả vải đã bị gắn mác là rớt giá rồi là đổ bỏ. Đại diện tỉnh Bắc Giang, vựa vải lớn nhất phía Bắc đã phải đính chính cho thông tin này. Dự báo là năm nay quả vải và nhiều loại quả khác có thể sẽ được mùa, nhưng nếu không chủ động tìm đầu ra thì rất có thể nông sản sẽ lại chờ để giải cứu. Và rõ ràng không một thị trường hay là ngành hàng nào có thể phát triển và thậm chí là bền vững nếu như cứ liên miên chọn giải pháp giải cứu. Chưa kể, sự lạm dụng giải pháp này và những thông tin sai lệch như trên khiến cho nhiều người tiêu dùng mất đi niềm tin cả về chất lượng lẫn sự danh giá của nông sản Việt Nam. Vậy, mấu chốt quan trọng để có thể giải cứu được căn bệnh giải cứu nông sản này nằm ở đâu? Người dẫn dắt thương mại đó là người quyết định khâu sản xuất. Nếu như chúng ta dẫn dắt cái khâu bán hàng thì chúng ta sẽ dẫn dắt được khâu sản xuất và khâu chế biến. Vâng, vùng sản xuất cần phải được hình thành dựa trên yêu cầu của thị trường. Đó cũng chính là quan điểm của nữ doanh nhân có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản. Vậy còn giới chuyên gia và đặc biệt là cơ quan quản lý thì nhận định như thế nào? Giai đoạn đầu thì chúng ta cố gắng sản xuất làm sao mà có được nhiều nhất, nhanh nhất và rẻ nhất. Cái giai đoạn đấy nó qua một cách rất là nhanh. Hiện nay đấy, chúng ta đang ở trong cái đường uốn để chuyển từ một cái nền sản xuất phát triển theo chiều rộng sang là sản xuất phát triển theo chiều sâu. Và muốn làm được tất cả những cái đó đấy thì chúng ta phải bắt đầu từ vấn đề thể chế, từ việc làm thế nào cho hơn 9 triệu bà con nông dân làm ăn nhỏ lẻ đấy liên kết lại được với nhau. Hiện nay là cái cơ chế về sản xuất quy mô nhỏ, phân tán đến hộ gia đình, và như vậy thì rất khó kiểm soát được về mặt chất lượng cũng như là rất khó để chúng ta có được một cái điều tiết. Chính vì vậy thì cái nhu cầu hiện nay là sản xuất nông nghiệp của chúng ta cần phải có một cái quy mô lớn hơn nữa, tập trung cao hơn nữa, hay nói một cách khác là một cái sự tích tụ để giúp cho cái sản xuất nông nghiệp có thể đạt được một cái quy mô cũng như hiệu quả. Vâng, thưa quý vị, trong năm 2017 thì người Việt Nam đã chia ra khoảng tỷ đô la Mỹ để mua hoa quả ngoại. Con số được đăng tải trên nhiều tờ báo như vậy cũng phần nào cho thấy là nhu cầu của thị trường nội địa đang rất lớn và các doanh nghiệp nội thì cũng không được bỏ lỡ cơ hội này. Bởi tới năm 2035 thì theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, một nửa dân số Việt Nam sẽ bước vào tầng lớp trung lưu toàn cầu. Kết cấu trong bữa ăn vì thế cũng có sự thay đổi theo hướng giảm thịt, giảm lương thực, tăng gia cầm và rau củ, nguyên liệu từ nhân tạo thay thế bằng nguyên liệu tự nhiên. Vâng, và bên cạnh nông sản, trong diễn đàn chuyên đề nông nghiệp nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam diễn ra ngày hôm qua tại Hà Nội cũng có một cái thông tin khác được ông Phó Chủ tịch điều hành cấp cao Central Group của Thái Lan đưa ra cũng đã làm nóng trên mặt báo Việt Nam ngày hôm nay, rằng 90% trại gà ở Việt Nam có 500 con trở xuống.
Trong khi đó thì 70% trại ở Thái Lan có trên 5.000 con trở lên. Con số đưa ra này cũng cho thấy thực trạng ngành chăn nuôi của nước ta vẫn còn đang manh mún và nhỏ lẻ, và đặc biệt là thiếu tính liên kết. Bởi việc liên kết chăn nuôi hoặc là tổ chức đầu ra cho nông sản còn có nhiều bất cập nên mạnh ai người nấy làm. Cả nước hiện có hàng chục triệu hộ nông dân, hơn 33.000 trang trại, nhưng cho tới nay mới chỉ có trên 700 chuỗi liên kết, trong đó chăn nuôi có khoảng 120 chuỗi. Nhiều chuyên gia chăn nuôi chia sẻ, với việc phải đầu tư số tiền từ 1 đến vài tỷ đồng mới có thể vào được chuỗi thì là một cản trở lớn với nhiều nông hộ trên cả nước. Trong khi đó thì lãnh đạo Central Group cho biết do có quy mô lớn nên năng suất và hiệu quả nông sản của Thái Lan cao hơn, dễ cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế. Bởi vậy mà trả lời cho câu hỏi được đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, đâu là con át chủ bài cho nông sản Việt, thì thiết nghĩ đó chắc chắn không phải là xuất khẩu đến 90% thô, cũng không hẳn là chỉ mải miết tìm kiếm các thị trường mới, mà đó còn là thị trường tại chỗ, thị trường nội địa với một tiềm năng tiêu thụ cực kỳ lớn vẫn còn đang bị bỏ ngỏ. Đó cũng còn là việc cần phải chú trọng một cách đúng mức sự đầu tư vào nông nghiệp và nông nghiệp chất lượng cao. Đó phải là sự gia tăng giá trị một cách tối đa cho sản phẩm nông nghiệp Việt Nam bằng hàng loạt các cơ chế chính sách đồng bộ, phù hợp trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt từ các thị trường lân cận.